Chào mừng các bạn đã đến với Bún Review. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim của nhà chuột mới được ra mắt nhé. Một bộ phim đã gây tranh cãi ngay tại vòng casting diễn viên. Đó là bộ phim Nàng Tiên Cá được cải biên phiên bản người đóng. Không dài dòng nữa, hãy cùng mình bắt đầu bộ phim thôi nào. Ariel là một người cá dũng cảm nhưng rất ngây thơ. Tuy vậy cô có cá tính khá nổi loạn vì luôn ghét tuân theo những quy tắc. Ariel thích mạo hiểm khám phá và đặc biệt là rất tò mò về thế giới trên bờ. Hôm nay Ariel đi đến một con tàu đắm để khám phá những đồ vật của con người. Bất ngờ một con cá mập xuất hiện tấn công. Ariel liền vẫy đuôi và bơi một cách khéo léo dụ cá mập đến khoảng trống trong xác tàu, khiến nó bị mắc kẹt ngay tại đó. Sau đó Ariel dẫn chú cá nhỏ Flounder rời khỏi hiện trường, rồi chia sẻ với bạn bè của bạn những gì cô tìm thấy. Tuy nhiên thì không ai biết thứ này để làm gì. Lúc này chú cua Sebastian cũng tìm đến vì được lệnh nhà vua đi tìm Ariel, vì cô ấy vốn là cô công chúa của nhà vua Triton. Lúc này Ariel mới nhớ ra có một cuộc họp nên lập tức về nhà ngay. Mà cô không biết rằng mụ phù thủy Ursula đã quan sát mọi thứ từ quả cầu pha lê. Bà ta vốn là em gái của nhà vua và là dì của Ariel. Nhưng Ursula đã bị trục xuất khỏi vương quốc vì mắc lỗi, bị mắc kẹt trong một vết nứt đen tối trong suốt 15 năm. Nên Ursula quyết tâm làm một điều gì đó vào đêm nay. Đó là phá hủy đêm tiệc san hô của nhà vua. Vì Ariel đã trở về nhà muộn nên đang bị cha nhắc nhở. Ông cấm cô đến gần xác tàu và tránh xa mọi thứ của con người. Nhà vua Triton cũng cử Sebastian đi theo Ariel phòng trường hợp khi cô gây rối. Kết quả Ariel tức giận trở về dinh thự cùng với bộ sưu tập của cô ấy từ những vụ đắm tàu. Ariel không hiểu tại sao mọi người trong vương quốc đại dương lại không muốn có một đôi chân để có thể đi bộ dưới ánh trăng và khám phá đất liền. Chỉ có duy nhất Ariel là khao khát một lần sống ở vùng đất con người đó. Lúc này trên biển bùng lên một trận hỏa hoạn. Ariel không thể kìm được sự tò mò của mình đã lao đến kiểm tra. Khoảnh khắc cô ấy thò đầu khỏi mặt nước thì đó là pháo hoa đang bắn. Ariel liền bơi đến thuyền và lặng lẽ trốn trên xuồng cứu sinh. Cô thấy những người đàn ông trên tàu đang hát, bước trên những bước nhảy theo nhịp bài hát. Đập vào mắt Ariel lúc này là một chàng trai vô cùng nổi bật, mà Ariel vẫn chưa biết rằng anh ấy có tên là Eric, chính là hoàng tử của vương quốc loài người. Một bộ trưởng bên cạnh luôn nhắc nhở Eric là đừng quá sao nhãng trách nhiệm. Ông khuyên hoàng tử nhanh chóng trở lại và học cách trở thành một vị vua xứng đáng. Theo cuộc nói chuyện giữa hai người thì Eric không phải là con ruột của hoàng hậu. Họ đã nhận nuôi anh ấy 21 năm trước và chỉ coi anh ấy như người ngoài. Hơn hết Eric cũng không muốn bị mắc kẹt trong lâu đài vì anh khao khát được tự do và phiêu lưu. Lúc này Eric thấy rằng một cơn bão đang kéo đến. Anh ta ngay lập tức ra hiệu cho thủy thủ đoàn hạ buồm chính xuống. Eric lao vào cứu vãn tình thế khi cơn bão ập tới. Nhưng sóng lớn quá làm ngọn đèn dầu bị rơi đập nát trên boong tàu. Toàn bộ con tàu nhanh chóng bốc cháy, nên mọi người đã chọn cách bỏ thuyền nhảy xuống nước. Họ cuống cuồng bơi ra xuồng cứu hộ nên không biết rằng Ariel đang gần đó quan sát. Cô nhìn thấy hoàng tử đang cố gắng cứu một chú chó. Nhưng khi chú chó được giải cứu thành công thì Eric đã trượt rơi xuống biển. Ariel gần đó đã lập tức kéo anh ta lên khỏi mặt nước. Khi bình minh vừa rực sáng thì cô đã đưa Eric lên bờ. Sebastian và Scudder đã nhìn thấy cảnh tượng này nên rất lo lắng. Vì lúc này Ariel vẫn ở bên cạnh Eric. Cô muốn đánh thức anh ấy bằng tiếng hát của mình. Khi Eric dần tỉnh lại đã nhìn thấy hình bóng của một cô gái. Nhưng đúng lúc này cận vệ hoàng gia kéo đến nên Ariel chỉ có thể trốn xuống biển. Khi Eric được họ giải cứu thì trong lòng Ariel đã đưa ra một quyết định cho bản thân, là cô sẽ phải bước vào thế giới của Eric. Lúc này Ursula đang nhìn vào quả cầu pha lê mỉm cười hài lòng. Bà ta biết rằng Ariel đã yêu con người đó rồi. Sebastian lúc này cũng dễ dàng nhận thấy điều đó. Công chúa nhỏ của họ đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi một người đàn ông. Chú cua cứ vây quanh Ariel giải thích cho cô hiểu rằng đáy biển là an toàn nhất. Sebastian giải thích đến cạn lời chỉ mong Ariel có thể hiểu. Anh ấy đã cố gắng hết sức để thuyết phục Ariel và đã làm mọi thứ mà một con cua có thể làm. Về việc liệu Ariel có lắng nghe hay không thì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Sebastian. Lúc này trên lâu đài con người thì Eric đang tìm kiếm bóng dáng của người con gái đã cứu mình. Nhưng nữ hoàng không cho phép anh tiếp tục cuộc phiêu lưu trên biển nữa. Eric đang rất thất vọng vì trái tim anh luôn khao khát tự do. Tiếng hát của người con gái đó còn văng vẳng bên tai nên anh quyết sẽ không từ bỏ biển cả. Và hơn hết anh quyết tâm tìm được người đã cứu mình hôm đó. Vụ đắm tàu đêm qua đã phá hủy san hô và tảo biển khá nhiều. Lúc này Ariel và các chị em phải dọn dẹp đống lộn xộn đó. Cô ấy mệt mỏi khi nghe họ phàn nàn về con người. Lúc này nhà vua thấy có gì đó không ổn nên đã gọi Sebastian tới. Thế là anh cua nhỏ đã tiết lộ mọi chuyện, khiến nhà vua vô cùng tức giận và đến gặp Ariel để tra rõ sự tình. Vì vợ nhà vua chết dưới tay con người nên ông không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Ariel. Ông nhắc nhở về cái chết năm xưa của hoàng hậu cho con gái. Vì sự cố chấp của Ariel, nhà vua đã phá hủy bộ sưu tập của Ariel. Đúng lúc này Ursula tìm đến bắt chuyện với Ariel bằng một quả bong bóng. Bà ta nói rằng có thể giúp cô ấy. Sau đó Sebastian nhìn thấy Ariel đi theo hai con lươn điện nên đã lập tức đem Flounder đuổi theo. Họ thấy Ariel bơi vào biển tối đi qua những khe nhỏ. Rồi Ursula xuất hiện vươn những xúc tu dài của mình từ từ tiến về phía Ariel. Bà ta nói rằng bà có cách giúp cô trở thành con người. Nhưng tất nhiên thì điều đó không phải là miễn phí. Có một cái giá phải trả cho việc thực hiện mong muốn này. Ursula có một lọ thuốc có thể giữ Ariel ở dạng người trong 3 ngày. Khi
khi mặt trời lặn vào ngày thứ 3, cô ấy phải nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực từ hoàng tử. Nếu mục tiêu này đạt được, Ariel có thể trở thành một con người thực sự. Nhưng nếu cô ấy không nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực thì phải trở lại đáy biển và trở thành nô lệ của Ursula. Để Ariel có thể chấp nhận với thỏa thuận này, Ariel phải đổi giọng hát tuyệt vời của mình để có được đôi chân như con người. Ursula còn khơi dậy sự thù địch của Ariel đối với cha cô, và cuối cùng bà ta đã thuyết phục Ariel đồng ý. Lập tức Ursula liền ra tay làm một lọ thuốc. Trong vòng xoáy vĩ đại của ma thuật, giọng hát của Ariel đã bị loại bỏ và chui vào cổ họng của Ursula. Sau một đám sương đen bao trùm, Ariel đã có đôi chân bơi lên khỏi mặt biển. Lúc này Sebastian và Flounder cũng đã bám theo cô ấy. Cùng lúc thì Ursula đang tận hưởng chiến thắng, bởi vì bà ta tin rằng Ariel còn lâu mới thực hiện được lời hứa về nụ hôn tình yêu đích thực. Đúng lúc này Ariel đã bị ngư dân bắt gặp trên thuyền. Sebastian để cứu Flounder đã ném nó xuống biển để không biến thành cá khô. Lúc này ngư dân đang quấn chăn giữ ấm cho Ariel, còn Sebastian đã bị ném vào thùng cá. Trên đường trở về, Ariel tò mò về mọi thứ trước mặt. Thậm chí cô còn chưa quen với cách đi bộ của con người. Được cái mấy chị giúp việc rất nhiệt tình, không chỉ giúp Ariel rửa sạch mùi tanh mà còn mặc cho cô ấy một bộ quần áo đẹp. Lúc này hoàng tử đã nghe tin một cô gái được đánh bắt lên bờ. Khi anh đi tới thì thấy cô gái này lại không thể nói được. Eric vô cùng thất vọng quay đi vì cho rằng Ariel không phải người anh tìm kiếm. Lúc này Ariel cũng rất đau lòng, nằm lặng lẽ bên cửa sổ. Lúc này Sebastian đã chật vật trèo lên cửa sổ và nhắc nhở cô ấy đừng chán nản như vậy. Anh của nhỏ khuyên cô phải vui lên để có được nụ hôn của tình yêu đích thực. Ariel cũng khá bối rối khi nghe Sebastian đề cập đến nụ hôn đó. Nhưng lúc này cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và mất tập trung. Sebastian liền đề nghị công chúa nên nghỉ ngơi bây giờ. Nhưng khi tỉnh lại, Ariel lại biến mất. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô trong cung điện. Lúc này Eric bước vào nên cả hai nhanh chóng lẩn trốn. Tuy nhiên anh ấy đã dễ dàng nhìn thấy Ariel. Căn phòng này là phòng sưu tập của Eric, chứa đầy những bộ sưu tập từ khắp nơi trên thế giới. Vậy là Ariel và Eric đều có chung sở thích là thu thập những thứ lộn xộn và cùng muốn khám phá nhiều nơi khác nhau. Mặc dù Ariel không thể nói nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ bên nhau. Họ cũng đồng ý cùng nhau phiêu lưu. Ngày hôm sau hai người lên xe ngựa và Sebastian cũng nắm lấy bánh xe và leo lên. Ariel tò mò nắm lấy dây cương lái xe thì vô tình tạo ra một cuộc nổi loạn. Sebastian đằng sau may mắn chưa bị rơi khỏi xe. Nhưng Ariel không thể quan tâm đến người khác nữa. Cô ấy bị cuốn hút bởi thế giới đầy màu sắc và khám phá môi trường xung quanh mà không dừng lại. Khu chợ nhộn nhịp đầy những thứ Ariel chưa từng thấy trước đây. Ariel còn đạt được điều ước của mình là có thể nhảy trên bãi biển. Cứ thế hai người chơi bên ngoài cả đêm. Chú chim Scatter đã không thể chờ thêm được nữa. Nó vô cùng lo lắng trước Sebastian và Flounder vì Eric vẫn chưa hôn Ariel. Thế là nó liền cướp mũ của anh ấy giúp hai người đi lên thuyền. Sebastian nghĩ ra một chút không khí lãng mạn là một bản nhạc từ rừng tre. Cùng với sự giúp đỡ của một đàn chim và ánh trăng làm mọi vật thêm quyến rũ. Hai người trèo thuyền đến một vùng nước lặng cùng nhau ngắm bầu trời sao. Scatter liền đánh thức đàn đom đóm cho thêm phần sống động. Flounder cũng dẫn các đồng loại của mình để giúp đỡ dưới nước. Mọi thứ đều đang theo kế hoạch, chỉ chờ một nụ hôn của Eric. Nhưng ngay khi Eric chuẩn bị hành động thì con thuyền bất ngờ lật úp. Thì ra là những con lươn điện của Ursula đã gây ra. Bà ta đã rất tức giận khi thấy rằng Ariel bị câm, nhưng tại sao lại có được tình cảm của hoàng tử. Sau đó bà ta đã giải phóng một vũ khí bí mật. Cùng lúc này nhà vua cũng phát hiện ra rằng Ariel đã mất tích. Ông lập tức cử chị em của Ariel đi tìm bằng được cô ấy. Lúc này Ariel và hoàng tử đã trở lại cung điện của con người. Đúng lúc này bộ trưởng đến báo cáo vẫn chưa tìm thấy cô gái cứu mạng Eric hôm đó. Ông ta thấy rằng Eric có tình cảm đối với Ariel, nên đã khuyên anh ấy giữ khoảng cách với cô. Nghe xong Eric khá bối rối nên đã đi đến bãi biển để thư giãn. Anh chợt cảm thấy có tiếng gọi vọng đến từ dạn san hô. Trước mặt Eric lúc này là một cô gái xinh đẹp đứng bên biển, cùng với vòng cổ ốc xà cừ trên ngực tỏa sáng. Hoàng tử ngay lập tức đã bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng đó. Ngày hôm sau chú chim Scatter vội vàng lao vào phòng Ariel đánh thức cô ấy. Nó thông báo tin tức về hoàng tử đột nhiên yêu một người phụ nữ và sẽ cầu hôn thật hoành tráng. Khi Ariel chạy đi tìm Eric thì thấy anh đang đứng cạnh một cô gái. Nữ hoàng đã hứa hôn và lên kế hoạch công khai tin tức đính hôn vào tối nay. Nghe vậy Ariel bỏ chạy buồn bã, còn Sebastian và Scatter cũng sắp chết vì lo lắng. Nó phải tự mình bay trên bầu trời tìm kiếm cô ấy. Lúc này Scatter bất ngờ nghe thấy tiếng hát của Ariel. Nó liền đi theo âm thanh đó thì phát hiện tiếng hát đến từ vị hôn thê của hoàng tử. Cô ta đang nằm trên ghế và cười một cách mãn nguyện. Nhưng hình bóng in trong gương cạnh giường lại là mụ phù thủy Ursula. Thì ra bà ta cải trang thành nữ để lừa hoàng tử. Mà Ariel không biết sự thật nên đang khóc nức nở trên bãi biển. Khi cô ấy đang mất hy vọng thì Scatter cuối cùng cũng đến nói toàn bộ sự thật. Sau khi hiểu mọi chuyện, Ariel quyết định trở lại cung điện. Bên này Sebastian yêu cầu Flounder quay trở lại đáy biển để thông báo cho nhà vua. Anh ta sẽ cùng Scatter đến tìm cách ngăn cản đám cưới của hoàng tử. Lúc này nữ hoàng đã trao nhẫn tổ tiên cho Eric. Scatter cũng nhân cơ hội xả súng đánh rơi chiếc nhẫn. Lão bộ trưởng cũng lặng lẽ hất nó đi khi nhìn thấy nó. Lúc này cả Scatter và con chó của Eric đang phá đám người Ursula. Sau đó Ariel chạy tới vật lộn với bà ta trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc này Ariel giật mạnh chiếc vòng cổ của Ursula rơi mạnh xuống đất.
Ngay sau đó Ariane đã lấy lại được giọng nói của mình. Khi Eric thức dậy thì mới nhận ra người cứu mình chính là Ariane. Nhưng mặt trời đã lặn khiến chân của cô biến thành đuôi cá. Lúc này Ursula cũng lộ nguyên hình là mang theo Ariane nhảy xuống biển. Eric muốn đuổi theo nhưng Ursula đã xuống tận biển sâu. Đúng lúc này nhà vua đã đến cứu con gái mình. Nhưng Ursula vẫn rất bình tĩnh nhắc về lời hứa không thể phá bỏ giữa bà ta và Ariane. Bà ta để Luân Điện giữ cô ấy lại và bắt đầu đề nghị dùng nhà vua trao đổi con gái yêu của ông. Ông trao cây đinh ba cho Ursula không chút do dự. Ngay sau đó Luân Điện đã tấn công ông ấy cho đến khi ông bất tỉnh chìm xuống đáy biển. Ngay sau đó Ursula đã nhặt Vương Điện và đội lên. Khi bà ta đang đối mặt với Ariane thì Eric đã ném một cây lao tới. Ursula liền tức giận ra lệnh Luân Điện bắt lấy anh. Rồi Ursula vung đinh ba tới, nhưng Ariane đã đụng làm lệnh hướng trúng hai con lươn của bà ta. Điều này đã làm Ursula hoàn toàn tức giận sử dụng sức mạnh làm mặt biển rung chuyển. Ariane và Eric bị sóng thần cuốn vào lốc xoáy khổng lồ của Ursula. Thậm chí những tàn tích của những con tàu dưới đáy biển cũng đang quay cuồng. Lúc này Eric bám vào được sợi dây trên một tảng đá. Nhưng lập tức Ursula đã giơ cây đinh ba tới khiến anh treo lơ lửng. Bên này Ariane leo lên một chiếc thuyền lớn và đổi hướng đi của nó. Cứ thế cây gậy của mũi tàu đã đâm xuyên qua người Ursula. Cuối cùng bà ta cũng bị đánh bại và dần chìm xuống đáy biển. May mắn là Ariane và Eric lúc này vẫn đang được an toàn. Lúc này cây đinh ba lao xuống đáy biển tạo ra một năng lượng khổng lồ đã giúp nhà vua sống lại. Sau đó Ariane đã trao cây đinh ba lại cho cha, giúp cho mâu thuẫn giữa hai người cũng được hòa giải. Sau đó ông đã hóa phép giúp con gái có một đôi chân như con người, để cho Ariane có thể theo đuổi cuộc sống mà cô ấy muốn. Sau cùng là một đám cưới hoành tráng của hoàng tử và công chúa, sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hai người có thể đi thuyền bất cứ nơi nào họ muốn đi mà không ai ngăn cản họ. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho Bún một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất.